Ngày 3 tháng 4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Văn Hoàng, 53 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, như Sài Gòn Giải Phóng Online đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 3 giữa ông Hoàng và bà B, 68 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Ông Hoàng đã cầm cây gỗ đánh nhiều phát vào đầu và vai của bà B tại đoạn đường nông thôn thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành, khiến bà B ngã gục xuống đường. Sự việc chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn. Toàn bộ vụ việc được camera của nhà người dân ghi lại. Bà B được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tử vong vào khoảng 2 giờ ngày 28 tháng 3. Ông Hoàng và bà B là hàng xóm, thường xuyên mâu thuẫn. Khi nhậu say, ông Hoàng thường xuyên chửi mắng hàng xóm xung quanh, tính khí thất thường. Trước đó, vào tháng 8 năm 2021, ông Hoàng cũng đã dùng cây đánh gãy tay một nữ hàng xóm khác. Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 3 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án bán rẫy đất tại xã Phước Kiển, dự án ven sông. Hội đồng xét xử cho biết, cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện khách quan các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo. Vì vậy, hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của bị cáo Trần Công Thiện, nguyên tổng giám đốc công ty Tân Thuận và 6 đồng phạm khác. Đối với bị cáo Phan Thanh Tân, nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích, nguyên kế toán trưởng công ty Tân Thuận, hội đồng xét xử xét thấy hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã chấp nhận một phần kháng cáo của hai bị cáo. Hội đồng xét xử đã sửa án sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thanh Tân từ 3 năm tù giam thành 3 năm tù treo, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích từ 4 năm xuống còn 2 năm 4 tháng tù. Còn đối với kháng cáo của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai về việc cho nhận lại số tiền 16,9 tỷ đồng đang bị giam giữ trong tài khoản của cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thì hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo. Về kháng cáo xin tiếp tục được thực hiện dự án khu dân cư ven sông của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, hội đồng xét xử cho rằng không thuộc thẩm quyền xem xét. Vì vậy, hội đồng xét xử kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan giải quyết theo quy định về pháp luật đất đai. Ngày 3 tháng 4, thông tin từ lãnh đạo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tái diễn tình trạng cua biển nuôi trong các vuông tôm của người dân bị chết trên diện rộng. Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Nam Căn, hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều xảy ra tình trạng cua biển nuôi bị chết, mức độ thiệt hại từ 30 đến 100%. Nguyên nhân được xác định là do nhiễm ký sinh trùng giáp xác chân tơ. Tình trạng cua nuôi trong vuông tôm bị chết làm sản lượng giảm, giá cua cao. Hiện cua gạch của Nam Căn có giá trên 800.000 đồng một ký, cua y trên 500.000 đồng một ký. Theo kết quả phân tích của Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu, cua biển chết là do ký sinh trùng giáp xác chân tơ trưởng thành và ấu trùng của ký sinh trùng sinh trong xoang thân cua xâm nhập vào mô cơ, gan, tim của cua. Chiều 3 tháng 4, ông Nguyễn Văn Hòn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang khẩn trương khắc phục sạt lở đối với khu vực mới xảy ra vết nứt cách vị trí sạt lở ban đầu 150m. Chính quyền đã vận động bà con di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời cho lực lượng hỗ trợ, túc trực theo dõi diễn biến tình hình sạt lở. Ghi nhận tại hiện trường, vết nứt mới dài hơn 10m, ăn sâu vào sân nhà hơn 3m, có chỗ tạo nên khoảng nứt rộng hơn 20cm. Ông Lê Văn Giàu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Đông cho biết, địa phương đã nắm được tình hình và vận động bà con di dời tài sản có giá trị ra khỏi khu vực đang bị sụt lún, hạn chế đi lại sinh hoạt ở khu vực. Địa phương sẽ cử lực lượng thường xuyên túc trực theo dõi để kịp thời xử lý tình huống. Vào sáng cùng ngày, tại khu vực sạt lở ảnh hưởng đến 11 hộ dân, trong đó có một hộ có nhà sụp hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã hoàn tất khâu tháo dỡ các chỗ tạm và căn nhà bị sụp để đảm bảo cho các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực. Ngày 3 tháng 4, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, khiến một người chết, ba người bị thương. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, anh L, 19 tuổi, ngụ phường Tân Phú, điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 95, lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, hướng từ Công an thành phố Đồng Xoài đi nhà khách tỉnh Bình Phước, đến đoạn đổ dốc thuộc khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú. Xe anh L bất ngờ va chạm với xe gắn máy mang biển kiểm soát 53 do anh T, 39 tuổi, ngụ cùng phường, điều khiển, chở theo hai con nhỏ học lớp 5 và lớp 2, lưu thông cùng chiều phía trước, đang chuẩn bị rẽ trái vào hẻm. Vụ tai nạn làm anh L và xe máy bị văng lên phía trước hàng chục mét, lao thẳng sang lề đường đối diện và tử vong tại chỗ. Còn ba bố con anh T bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu, trong đó bé trai lớp 5 bị thương nặng.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 3+700 tỉnh lộ 643 thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, khiến 4 người chết, 5 người nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Hiện 5 nạn nhân bị thương đã được các bác sĩ hỗ trợ cấp cứu, điều trị kịp thời. Trong đó có 2 bệnh nhân bị thương nặng, các bệnh nhân còn lại đã được phẫu thuật điều trị, sức khỏe dần ổn định. Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết, bước đầu danh tính các nạn nhân đã được phía công an huyện Tuy An xác định. Trong 9 người bị nạn, có 3 người trong một gia đình ở tỉnh Quảng Bình. Còn lại 6 người đều là thợ trồng dưa hấu thuê, xin đi theo xe để về nhà. Theo dữ liệu đăng kiểm, xe tải chở dưa hấu 73H00942 đăng ký lần đầu vào ngày 16 tháng 1 năm 2018. Chủ phương tiện là Hoàng Ngọc Anh, tài xế điều khiển xe tải đã tử vong, có địa chỉ tại tiểu khu 2, Hoàng Lão, Bố Trạch, Quảng Bình. Xe tải nhãn hiệu Chenlong sản xuất năm 2017, trọng tải cho phép tham gia giao thông 17,9 tấn. Phương tiện còn thời hiệu kiểm định đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2023. Chỉ được phép chở 2 người trong cabin, nhưng thời điểm xảy ra tai nạn lại có 9 người trong cabin. Khi xảy ra tai nạn có 3 người mắc kẹt tử vong trong cabin, còn 1 người tử vong trên đường cấp cứu. 5 người còn lại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe tải chở dưa hấu 73H00942 do Hoàng Ngọc Anh, sinh 1991, trú Hoàng Lão, Bố Trạch, Quảng Bình, điều khiển lưu thông trên đường DT643 hướng lên cao nguyên Vân Hòa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Khi đến dốc Súc thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, thì chiếc xe tải đã tự đâm vào vách núi, lật úp xuống sát chân dốc núi. Chiều 3 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân quận 1 về việc rà soát và xử lý vụ cây xanh bật gốc tại trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận 1 vào sáng cùng ngày. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức giao Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận 1 tổ chức thăm hỏi học sinh và người bị thương do cây xanh ngã đổ. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát lại công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, hệ thống cây xanh trong nhà trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên. Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng 3 tháng 4, một cây me tây có tuổi thọ hơn 20 năm tuổi đã bất ngờ bật gốc, ngã đổ, khiến một học sinh và 5 người lớn bị thương. Sự việc một lần nữa cho thấy bất cập trong công tác quản lý cây xanh trong khuôn viên các trường học do chưa có quy định kinh phí và nhân lực chăm sóc cây xanh.